Đối với các sản phẩm Dell Inspiron thì chúng ta biết rồi, thiết kế rất là tinh tế, rất là đẹp, vỏ kim loại rồi giá cũng như là cái hiệu năng thì rất là tốt. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm cái dòng sản phẩm Dell Inspiron 5415 này. Đây là một cái dòng laptop trưng bày như mới, còn đầy đủ những cái linh kiện đi theo. Và đặc biệt là khi chúng ta mua thì sẽ tiết kiệm được tới gần 6 triệu đồng. Thì đáng để chúng ta cân đo đong đếm cái nguồn ngân sách của mình để mình mua phục vụ cho cái nhu cầu công việc của mình. Sau đây chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế chiếc máy này.